Nga và Ukraine đều thuộc Liên Xô trước đây. Ngày nay, ai đã phong ân bội nghĩa? Bài học lịch sử máu xương từ sự sụp đổ của Liên Xô, sự vô ơn và hậu quả mà Ukraine phải nhận để chúng ta rút kinh nghiệm và có định hướng, lối đi của riêng mình. Không thể để những đàn sói chồm lên cắn vào lịch sử cao chiến công, xé xác những anh hùng, không kích động hận thù quá khứ, vì tương lai, vì sự hợp tác và phát triển của đất nước nhưng không bao giờ được phép quên lịch sử đau thương nhưng rất hào hùng của dân tộc ta. Đó là bài viết mà chúng tôi muốn mang đến cho khán giả yêu quý của chúng tôi hôm nay. Hãy giúp kênh chúng tôi phát triển bằng cách nhấn nút đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Đồng thời đừng quên nhấn nút hình quả chuông thông báo bên dưới để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Chân thành cảm ơn quý vị đã nhấn like và comment. súng lục vào quá khứ. Người Việt Nam vẫn luôn bảo nhau rằng con người có tổ, có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Đã là cái giống người thì ắt hẳn chẳng ai là không có nguồn cội, tổ tiên. Nga, Belarus và Ukraine có chung một nguồn cội và đều là người Ruski ép. Đó là sự thật lịch sử, không ai có thể chối cãi được. Bên cạnh nước Nga Sa Hoàng, Ukraine được gọi là Tiểu Nga, còn Belarus, Belarusia thì mang tên Bạch Nga. Ba quốc gia hiện đại ấy, Thực tế, là một khối khăn khích rất khó có thể tách rời trong suốt chiều dài lịch sử, ba nhánh cây đâm chồi từ một gốc kia Rus. Sau gần 500 năm tồn tại, nhà nước Ruskiev bị xóa sổ kể từ năm 1240. Đích thân khả hãng Bạc Đô, con trai của trượt xích, tức là cháu nội của thành các tư hãng đã cầm quân chỉ huy cuộc tấn công toàn diện vào lãnh thổ Ruskiev năm 1237. Nhưng thực ra, trước đó 14 năm, trận đại thắng trên sông Kankai do hai danh tướng Mông Cổ là Triết Biệt cùng tốt Bất Đài chỉ huy đã đánh quỵ người Ruski Ivan. Một Lịch sử Lịch sử dân tộc họ có những chương huy hoàng nhưng cũng có những hồi rất đổi bi thương. Đến 1917, cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại do lãnh tụ Cộng sản, Lenin lãnh đạo đã thành công rực rỡ. Liên bang Xô Viết được thành lập năm 1922, sau cuộc nội chiến kết thúc bằng chiến thắng của đảng Bolshevik, Liên Xô được thành lập, thống nhất những quốc gia Cộng hòa bao gồm Nga, ngoại các các, Ukraine và Belarus với sự hỗ trợ của quân đội Nga. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine đã kiểm soát được phần lớn lãnh thổ Ukraine sau hòa ước Riga giữa Ba Lan, Xô Viết. Vào ngày 30 tháng 12 năm 1922, cùng với những nước Cộng hòa Nga, Belarusia và ngoại các các, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine là một trong những thành viên sáng lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, Liên Xô. Nhờ Lenin, Stalin và Khrushchev và những người Nga thì UN mới có cương vực, lãnh thổ như hôm nay. Dưới ngọn cờ vinh quang của Liên Xô vĩ đại, Hồng quân Xô Viết đã viết nên trang sử vẻ vang, cùng với quân đồng minh, dẫn dắt cả thế giới đánh bại chủ nghĩa phát xít. Hơn 27 triệu quân dân Liên Xô đã vĩnh viễn ngã xuống vì độc lập, tự do vì hòa bình thế giới chiến công ấy được ví như mặt trời đỏ trường sinh thiên chiếu sáng toàn cầu mọi thời đại thế nhưng sau khi liên xô tan rã các quốc gia lần lượt tuyên bố độc lập trong đó có ukraine ukraine được hưởng đầy đủ những thành quả mà liên xô kiến lập ukraine được coi là một nước cộng hòa có nhiều điều kiện thuận lợi về kinh tế so với các vùng khác của liên xô họ có lãnh thổ rộng nhất châu âu không tính nga và nắm giữ cùng đất có vị trí địa chính trị quan trọng nhiều vùng vốn là thế mạnh về công nghiệp thời liên xô 2. Nga và Ukraine và cách nhìn nhận về quá khứ Nga tri ân những người cộng sản, quân và dân Xô viết anh hùng, có thể nói, nước Nga chính là rường cột, là hạt nhân trong ngôi nhà chung Liên Xô vĩ đại. Tổng thống Nga và người dân Nga vẫn luôn tri ân những người cộng sản thời kỳ Liên Xô. Putin cho chào cờ và hát quốc ca Liên Xô hàng năm tổ chức kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít với quy mô lớn gắn với duyệt binh trên quảng trường đỏ người dân luôn ghi nhớ chính nhân dân liên xô trước đây là những người đã viết nên chiến công hiển hách này tổng thống putin nhấn mạnh dù không cùng quốc tịch và tín ngưỡng tôn giáo nhưng tất cả đã anh dũng chiến đấu bảo vệ từng tất đất quê hương tổng thống putin cũng đề cao tinh thần dũng cảm kiên cường của những người lính xô viết nhà lãnh đạo nga khẳng định ngày chiến thắng luôn là dấu mốc thiêng liêng đối với nước nga và người dân nga trong thông điệp liên bang năm 2020, Tổng thống Vladimir Putin từng nhấn mạnh, đối với nước Nga, ngày 9 tháng 5 là ngày lễ vĩ đại nhất, thiêng liêng nhất, khẳng định quyết tâm dùng sự thật để chống lại những luận điệu dối trá trắng trợn và những mưu đồ viết lại lịch sử. Ukraine xét lại lịch sử, hạ bệ chiến công, xé xác các anh hùng, tôn thờ chủ nghĩa phát xít. Vào năm 2014, khi diễn ra một cuộc nổi dậy của những người ủng hộ châu Âu nhằm lật đổ Viktor Yanukovych, tổng thống Ukraine lúc bấy giờ, người đã ký một thỏa thuận liên kết với Liên minh châu Âu nhưng sau đó đã hủy bỏ nó dưới áp lực từ Nga. Vladimir Putin, tổng thống Nga đã phản ứng lại trong cùng năm đó bằng cách sáp nhập Crimea và Donetsk và Luhansk tự trị dưới sự giúp đỡ của Nga. Năm 2013, những kẻ quá khích ở Ukraine đã có hành động vô ơn, thất đức khi chúng chặt đồ tượng Lenin và đến 2015 thì toàn bộ những tượng đài liên quan đến các anh hùng, lãnh tụ Xô Viết đều bị kéo sập ngày 15 tháng 5 năm 2015, sau khi lên nhậm chức, Tổng thống Ukraine Poroshenko ký phê chuẩn các dự luật phi xô viết hóa và phi cộng sản hóa Ukraine. Theo đó, các dự luật này chính thức trở thành luật và có hiệu lực trên khắp quốc gia Đông Âu này từ ngày 15 tháng 5 năm 2015. Nội dung các luật trên đặt chủ nghĩa cộng sản ngang hàng với chủ nghĩa phát xít, lên án đồng thời hai chủ thuyết này và cấm tuyên truyền về chúng. Các đạo luật cấm sản xuất, phân phối và sử dụng ở nơi công cộng các biểu tượng, kể cả vật lưu niệm gắn với thời xô viết như cờ hình ảnh huy hiệu búa liềm sau năm cánh cấm sử dụng quốc ca liên xô quốc ca cộng hòa xã hội chủ nghĩa ukraine quốc ca các nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa khác trong liên xô ukraine thậm chí còn hình sự hóa việc sử dụng các biểu tượng gắn với liên xô luật pháp mới của ukraine đồng thời tôn vinh các phần tử dân tộc cực đoan đã hợp tác với đức quốc xã để chiến đấu chống lại liên xô coi các phần tử này là anh hùng giải phóng dân tộc của ukraine Luật mới thông qua cũng cho phép công chúng tiếp cận kho hồ sơ mật của lực lượng an ninh Liên Xô. Nhận giặc làm cha, bỏ anh em, láng giềng để theo chân ngoại bang và họ phải nhận kết cục rất đắng. 3. Kết cục. Sau hơn 13 ngày tiến công. Quân đội Nga đã làm chủ nhiều vùng trọng điểm ở miền Đông và cả thủ đô Kiev của Ukraine. Tổng thống Putin tuyên bố nhiệm vụ phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine gần như đã hoàn thành. Hàng lang nhân đạo đã thiết lập. Nga chắc chắn sẽ đẩy mạnh tiến công, các vũ khí hạng nặng, các loại máy bay ném bom chiến lược sẽ được sử dụng để đánh phá các mục tiêu phòng thủ của Ukraine. Tăng thiết giáp, pháo binh sẽ yểm trợ bộ binh làm chủ chiến trường. Mỹ và NATO lần lượt quay xe không còn rêu rao kiểu Nga xâm lược Ukraine, thay vào đó họ gọi đây là cuộc xung đột Nga, Ukraine. Chẳng ai mang quân đội của mình sang Ukraine để giúp họ đánh Nga, thậm chí việc thiết lập vùng cấm bay hay cung cấp máy bay cũng chẳng dám. Cách duy nhất bây giờ có lẽ là nghiêm túc ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận trung lập hóa Ukraine. Nhà thơ gầm gia tốp từng viết, nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì TUONG Lai sẽ bắn vào anh bằng Đại Bác và Ukraine đã hứng chịu cơn mưa Đại Bác. Bài học lịch sử máu xương từ sự sụp đổ của Liên Xô, sự vô ơn và hậu quả mà Ukraine phải nhận để chúng ta rút kinh nghiệm và có định hướng, lối đi của riêng mình. Không thể để những đàn sói chồm lên cắn vào lịch sử cao chiến công, xé xác những anh hùng. Không kích động hận thù quá khứ, vì tương lai, vì sự hợp tác và phát triển của đất nước. Những không bao giờ được phép quên lịch sử đau thương nhưng rất hào hùng của dân tộc ta. Sẹt, lão chăn bò. ai cũng phải quay xe. Ba Lan thì không dám giao trực tiếp MiG-29 cho Ukraine, vì như thế là hành động tuyên chiến với Nga. Hòa diệt quốc hiện hữu. Mỹ chỉ xối các nước NATO nhưng không dám nhận để chuyển cho Nga, vì sợ đối đầu trực tiếp với Nga. Mỹ là con buôn thượng thừa, họ chỉ kích động để bán vũ khí cho châu Âu, thay Nga cung cấp nhiên liệu với giá cắt cổ, làm suy yếu Nga. Chẳng đời nào họ giúp Ukraine đánh Nga. Hà Lan, Đức không đồng ý Ukraine gia nhập EU. Pháp, Đức không đồng ý Ukraine gia nhập NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu NATO không muốn gây xung đột với Nga mà chỉ muốn ngăn chặn cuộc xung đột ở Ukraine vượt qua khỏi biên giới của nó. Người phát ngôn của EU cho biết EU không có ý định cấm nhập khẩu năng lượng của Nga. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết nếu Đức cấm nhập khẩu dầu của Nga, thì hoạt động vận tải sẽ dừng lại tổng thống mỹ joe biden cũng viết trên twitter rằng mỹ hiểu rằng các đồng minh ở châu âu sẽ không thể tham gia lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ nga khi mùa đông đến các quốc gia eu sẽ phải rung lên bần bật khi họ phụ thuộc vào khí đốt năng lượng của nga về lâu dài họ mới là bên chịu thiệt nga vẫn còn thị trường trung quốc ấn độ và các nước châu á ai thiệt hại trước thì rõ rồi toyota thông báo rằng họ cân nhắc quay lại thị trường nga khi mà chưa đầy một tuần hãng này thông báo sẽ dừng hoạt động tại nga ngoại hạng Anh đã âm thầm đổi lại avatar cũ, bỏ gắn cờ Ukraine trên đó sau khi bị Trung Quốc dừng phát sóng. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn miệt mài lên mạng ca tháng, chúng tôi đã nghe những lời hứa suốt 13 ngày. Họ hứa giúp chúng tôi trên bầu trời, sẽ có máy bay và chúng sẽ được chuyển cho chúng tôi. Nhưng trách nhiệm thực hiện phụ thuộc những người không thể ra quyết định ở phương Tây suốt 13 ngày qua, những người không thể bảo vệ bầu trời Ukraine khỏi lực lượng Nga. Bản chất con buông tư bản ngày càng được lột mặt nạ. Hiện NATO và EU đã thay đổi quan điểm 180 độ khi không gọi là Nga xâm lược Ukraine, thay vào đó họ sử dụng cụm từ cuộc xung đột Nga, Ukraine. Ai rồi cũng có toan tính riêng mình. Lợi ích quốc gia là mãi mãi trường tồn, thành viên NATO có hay không, không quan trọng. Sẹt Kết thúc bản tin này, chúng tôi kính chúc quý vị và các anh chị luôn rồi giàu sức khỏe, vui vẻ, an lạc, hạnh phúc bên người thân và gia đình hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong bản tin sau